Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là 4 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 2019 và trên màn hình quý vị hiện tại thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ trường kỷ gỗ lim và một chiếc kệ tivi. Thì bộ sản phẩm này chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu đơn hàng của anh Hưng, anh tại Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Và chúng tôi đã hoàn thiện và trước khi bàn giao cho anh thì tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Thì trước mặt quý vị đây là bộ trường kỷ gỗ lim. Và phía bên trong kia chúng tôi có một chiếc kệ tivi gỗ hương đá nữa. Đây là trường kỷ hàng đại. Kích thước là 2m17. Đây là phần tíu. Và chất liệu gỗ được sử dụng là chất liệu gỗ lim. Đây tôi sẽ quay từng giới thiệu chi tiết một. Đây là chiếc ghế dài. Và phần ván mặt ghế là ván liền nha thưa quý vị. Vân gỗ lim rất là đẹp. Quý vị thấy vân gỗ đây. Do là ánh sáng nó đang không được chuẩn lắm. Phần vách ghế là chúng tôi đục chạm tứ quý, tùng trúc cũng mai, hoa nở 4 mùa. Phần yếm là đục yếm triện. Bên này là chiếc ghế thứ hai. Gỗ lim thì quý vị sử dụng rất là cũng đã biết là gỗ, chất gỗ là rất là chắc và nặng sắn. Ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là nó không phản ánh được cái màu thực tế của sản phẩm. Đó, nhiều khi là nó sẽ có thể làm nhạt màu hơn hoặc là nhiều góc sáng thì nó sẽ đậm màu hơn nên quý vị không khó nhìn màu thực tế của sản phẩm. Còn đây là tôi quay tổng thể của bộ sản phẩm cho quý vị có thể xem được, hình dung được khi kê vào phòng ngôi nhà chúng ta thì nó sẽ như thế nào. Đây là tổng thể của sản phẩm. Tôi quay đi một vòng quay tổng thể nhé. Phần sau này thì chúng tôi chỉ chạm trơn thôi, có chẳng hà thôi. Đây phía bên trong này là chiếc kệ tivi cũng của anh khách hàng. Thì đây là chiếc kệ 2m4 và chất liệu sử dụng chất liệu gỗ hương đá. Theo mẫu là mẫu cột nho. Vị thấy là mẫu rất quen thuộc chúng tôi và tôi đã giới thiệu chiếc kệ tivi này một video clip mà khác rồi. Mọi người xem chi tiết thì có thể xem video clip trước đó của tôi. Tất cả phần ván mặt cũng bàn cũng như là ván ghế của bộ trường kỷ này là đều là liền tấm nha quý vị nhé. Liền tấm nhé. Tôi sẽ đi vòng quanh bộ sản phẩm cho quý vị thể xem được. Đó. Thì chúng tôi là chuẩn bị là để bốc xếp cho đến nhà anh khách hàng. Rất là nuột. Bàn là cũng là được chạm theo mẫu ngũ phúc. Rơi mượn tiền. Và đây, phần ván bàn là cũng là liền quý vị nhá. Hai tầng. Phần nổi rất là đẹp. Phần gỗ lim thì nó nổi to chứ không xoắn xít như những loại phần khác. Đó, mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510816. Đây, địa chỉ cơ sở chúng tôi ở tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này ở bên dưới phần link mô tả tạo dẫn đến website đồ gỗ tùng tám.com. Thì quý vị có thể truy cập vào website để xem được thêm nhiều những mẫu bàn ghế phòng khách cũng như là trường kỷ khác của chúng tôi. Đó, tất cả những sản phẩm chúng tôi thì đều được đăng tải tại website đồ gỗ tùng tám.com. Quý vị sẽ truy cập và xem chi tiết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người đã bớt chút thời gian để xem video này nhé.